Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã đến với kênh bán hàng của công ty ô tô Quang Vương. Và kính thưa toàn thể quý vị anh chị và các bạn thân mến, do phản hồi của rất nhiều khách hàng đã phản ánh là sáng nay video quay bị nhòe, nên bên ngay bây giờ thì Hồng Quân xin phép được quay lại cái video chiếc xe Ford Escape sản xuất năm 2008, xe mang tên tư nhân, biển số Hà Nội. Và đây là một mẫu xe số tự động máy xăng với dung tích động cơ 2.3, với mức tiêu hao nhiên liệu rơi vào từ 9 cho đến 11 lít xăng trên 100 km. Hiện tại chiếc xe này bên Quang Vương ô tô Phú Thọ đang chào bán với mức giá là 305 triệu đồng, thì đang rẻ hơn chênh với thị trường, là rẻ hơn so với mặt bằng chung giá thị trường là 40 triệu đồng. Thì ngay bây giờ thì Hồng Quân xin phép là được quay qua về tình trạng xe. Thì sáng nay Hồng Quân đã nói rồi, đây là mẫu xe mang tên tư nhân số tự động, xe hoàn toàn nguyên bản, sơn zin 80% theo thời gian đến bây giờ. Và hiện tại mẫu xe này thì đã được kiểm tra kỹ lưỡng, hoàn toàn là xe không đâm đụng, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Và đây là một cái mẫu xe mà có form dáng rất là to bản. Đấy, anh chị có thể thấy là cái nước sơn của nó là xe có một màu là màu ghi vàng, một trong những màu khá là đẹp anh chị nhá. Chúng ta hãy cùng xem chi tiết tổng thành với chiếc xe này. Và quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video, đặc biệt hãy dành một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất của Quang Vương ô tô Phú Thọ sẽ lên sóng hàng ngày cho quý vị anh chị và các bạn, chúng ta sẽ cập nhật liên tục. Quý vị anh chị và các bạn có thể thấy là cái form dáng, đúng không ạ? Form dáng kiểu dáng rất là đẹp luôn. Đây. Đó. Đây, form dáng này. Quý vị anh chị và các bạn có thể thấy là đấy, kiểu dáng rất là đẹp đúng không? Hoàn toàn là xe không có đâm đụng, không có ngập nước gì cả. Đó, nước sơn này còn 80% là sơn zin của nhà sản xuất. Và đây anh chị và các bạn có thể thấy là từng chi tiết, đây em sẽ quay rất là chi tiết. Đó, thì anh chị có thể thấy là nước sơn của xe đúng không? Rất là bóng và hoàn toàn là không có hiện tượng gì là đâm đụng. Bên em là bán bảo hành luôn nhá. Đây anh em nhìn này. Đây hệ thống phần mặt ca lăng của xe. Thì với những chiếc dòng Escape thì đời 2008, 2009 cho đến 2013 thì vẫn luôn giữ một cái form dáng như này. Nó chỉ có một số cái thay đổi nho nhỏ về cái phần nội thất bên trong, còn về cơ bản thì là nó giống nhau. Đó, chị và các bạn có thể thấy là xe có một cái nước sơn đúng không ạ? Rất là bóng đẹp. Em quay rất là chi tiết và anh chị chúng ta cố gắng là theo dõi hết video này. Dàn lốp thì theo xe cả 4 quả thì hiện tại là chúng ta phải đi được khoảng tầm 2 năm nữa mới phải thay lốp cơ anh chị nhá. Đó, thì anh chị có thể thấy là đây, nước sơn này em quay rất là chi tiết. Sáng nay em đã có lên sóng rồi nhưng mà rất nhiều anh chị đã phản ứng comment cũng như là gọi điện bảo là quay không nhìn thấy một cái gì cả, cho nên là bây giờ em phải quay lại cho anh chị xem. Đây, anh chị nhìn rõ chưa ạ? Đây, anh chị có thể thấy là đây, nước sơn này rất là bóng đẹp. Và đây là một con xe mộc, em chưa có dọn dẹp nội thất, chưa có rửa máy, chưa có làm bất kể một cái hạng mục gì, thậm chí là đánh bóng là cũng chưa luôn. Đấy, xe thì mới về thì về cái là em đúc luôn vào trong salon. Anh chị nhìn cụm đèn pha này. Đấy, form rất là đẹp và chỉ 305 triệu đồng mà thôi. Đây, cụm đèn nguyên bản của sản xuất đây. Đấy. Đấy, cụm đèn nguyên bản. Cụm đèn này là nguyên bản và thậm chí là bên em chưa đánh bóng. Đấy, khi mà giao đến tay anh chị là chắc chắn là em sẽ làm lại, đánh bóng lại toàn bộ nội thất bên ngoài, cũng như là đánh bóng lại cụm đèn, nó sẽ mới hơn rất là nhiều. Vì đây là một con xe mộc, mộc nhá. Đây dàn lốp đây anh em nhìn này. Đấy. Dàn lốp trước rất là mới. Dàn lốp trước này phải đi được 3 năm. Còn hai quả lốp sau phải đi được 2 năm nữa. Đấy, đôi lốp trước là họ vừa mới thay xong. Xe trang bị phanh ABS, gương kính chỉnh điện, gập điện, mâm đúc. Đấy, lốp to bản. Có bệ bước, có giá nóc. Đấy. Đây, dàn lốp sau đây, dàn lốp này về quả này đôi ra là dàn sau này nó hơi cũ hơn một tí, nhưng tuy nhiên cũng phải đi tầm phải 2 năm nữa mới phải thay lốp nhá. Còn lốp trước phải 3 năm nữa. Đây. Phải lấy xe à? Đấy. Thì đây em sẽ quay vào cái nội thất bên trong cho anh chị cùng xem này. Xe có một khóa điện.
hệ thống vô lăng của số rất là mới. Đây là trần xe, mời quý anh chị chúng ta xem trần này. Trần xe rất là sạch, mẫu xe 5 chỗ. Và tông màu chủ đạo của con xe này là màu kem. Hàng ghế cũng là màu kem luôn. Đây anh chị có thể thấy đúng không ạ? Hàng ghế màu kem. Xe nguyên bản luôn, em sẽ nổ máy luôn. Thì trước khi nổ máy thì em xin phép lại đây quay cho anh chị xem cái vô lăng của con xe này. Xe chạy 15 vạn, trang bị phanh ABS, hệ thống màn hình, camera re đầy đủ hết, hộp số tự động đây nguyên bản. Từng cái chi tiết này là chưa bị sơn lại gì, nguyên bản, sơn zin. Thế còn anh em nào thích thì bóng đẹp thì em sẽ sơn full sơn lại, vì đây nó chỉ là một cái lớp sơn bằng màu ghi sẵn thôi mà. Đấy, thì những cái này là em sẽ sơn lại được hết cho anh chị đẹp luôn. Vì đây là nguyên bản, nhìn củ số vô lăng này là biết là độ mới này. Này, nguyên bản luôn, đây, anh em nhìn thấy không? Cái da này, đấy. Không có một vết rách, củ số cũng vậy. Số tự động, hệ thống màn hình, âm thanh, nghe nhạc giải trí là đầy đủ hết, không thiếu bất kể một cái hạng mục gì nhá. Đấy, hệ thống phần đây là phần trên trần, thì đây anh em nhìn thấy không? Đấy, cái tay mở cửa này, đèn luôn. Đó. Hệ thống phần đèn đó, nói chung mọi thứ con này thì không thiếu một cái gì. Để kính này. Đấy, và đây là một trong những dòng xe trang bị hai túi khí. Đây, túi khí thứ nhất ở đây. Đây em có thể thấy là đây. Nội thất màu kem nó rất là tươi và đẹp luôn đây. Hệ thống mặt bàn thờ đây, anh em nhìn thấy cái nhựa này. Nguyên bản, một con xe mà em mua chính chủ hoàn toàn là không có taxi, không dịch vụ gì cả. Đó, bản thân con xe này là chính xác con xe này là xe của bà chị em đi luôn. Đấy. Xe mang tên chị em đi luôn. À, thì chị bây giờ chị lên đời xe rồi thì chị bán. Đây anh em nhìn này. Cái vô lăng này, anh em nhìn thấy vô lăng, thực tế vô lăng của nó đẹp không? Những cái chỗ này này, anh em nhìn một con xe đi nhiều đi ít, chúng ta nhìn con xe này chạy 15 vạn mà đặc biệt nó có cả chế độ cruise control đây này. Đây, ở ngón tay em này. Đấy, chế độ này là một trong những cái chế độ mà anh em phải hiểu là không phải con xe nào nó cũng có cái chế độ này. Đó, thì em đóng cửa vào cho nó đỡ ổn. Đấy, đóng cửa thì nó sẽ hết kêu. Cho nên mở cửa nó cứ kêu tít tít đau đầu. Đây, thì anh em có thể thấy là cái thống phần mép này, viền này, túi khí này, nguyên bản, cái vô lăng nó đẹp không? Anh em nhìn vô lăng này. Một con xe đi ít, đi nhiều, chúng ta nhìn ngay vào đây. Đấy, con này nó đi có 15 vạn, xịn luôn. Nhìn, anh em vô lăng này, đẹp không? Zin từng, coi như là nhìn nó có những cái chấm chấm này. Nó zin theo xe, nguyên bản của nhà sản xuất đến bây giờ này. Đẹp không? Đấy, chỗ này là hay để tay nhất. Xe chạy có 15 vạn nó vẫn mới như này. Đây, anh em nhìn thực tế vô lăng của nó đây. Đấy, thì anh em biết là cái thực tế của con xe là nó mới đến mức độ như nào. Chỉ cần nhìn vào cái chỗ đấy thôi. Đó, và nhìn vào cái phần tay phanh này. Rồi xe, cục số của xe này. Đấy. Thì với cái mức 2.3 này thì xăng nó chỉ ăn 9 đến 11 lít, thậm chí nó không đến. Thì xe trang bị hệ thống phanh ABS, gương kính chỉnh điện. Đấy. Đầy đủ hết, thì em sẽ nổ máy và sẽ thử nghiệm cái tính năng là chỉnh điện. Anh em nhìn thấy đây, thực tế đây đang chỉnh điện này. Đấy, thì cả hai bên luôn và nói chung là xe với cái chất xe này miễn bàn luôn nhá anh chị nhá. Rất chất luôn. Thì em sẽ quay phần khoang động cơ cho anh em xem. Vì sáng nay đã quay rồi về nội thất thì tí em sẽ quay sau, quay về máy trước. Máy êm ru luôn, máy rất chất. Không có gì phải bàn cãi với con xe, chất chất xe. Đây, để anh em thấy là máy này, hệ thống máy này. Đây là khoang động cơ. Mọi thứ là nguyên bản luôn. Đấy. Xe chạy 15 vạn cho nên là cái khoang máy, cái hệ thống phần chống ồn này, nỉ nước rất đẹp như này. Đây. Đó. Và máy nổ rất là êm. Mọi thứ là nguyên bản luôn đây anh em nhìn này. Đấy. Anh em thấy thực tế không? Nguyên bản luôn. Đầu răng
quên rồi. Xe không có bất kể một lỗi gì, ốc 7 màu luôn. Ốc nhái 7 màu đây anh em nhìn. Đó, 7 màu luôn. Máy khô gió. Thì đó, anh em có thể thấy thực tế luôn này, mọi thứ là nguyên bản. Con này em sẽ cho dọn máy rồi đánh bóng đèn, rồi đánh bóng nội thất, rồi đánh bóng ngoại thất. Xin lưu ý về quý khách là đây là một chiếc xe mộc nhé, hoàn toàn mộc, chưa qua xử lý bất kể một cái gì cả anh em nhé. Rồi đây cái tấm mâm xe đây đấy, phanh ABS mâm to đấy, em có thể thấy là đây đấy. Thì cái lồng đèn của con xe Everest này anh em nhìn cảm giác nó hơi bị tối. Bởi vì sao? Bởi vì là theo thiết kế của nhà sản xuất thì cái lồng của cái đèn này này nó là màu đen, cho nên là nó chỉ lộ ra cái phần trắng ở những cái phần phần phản quang phát sáng thôi, chứ còn bình thường nó sẽ nhìn nó màu đen đen, nên là nhiều anh chị không biết thì cứ tưởng là cái đèn này là nó bị bẩn, bị bẩn nên nó xỉn màu, nhưng thật ra không phải nhá. Mà theo thiết kế nguyên bản của nhà sản xuất thì cái lồng nhựa đây, anh em nhìn thấy cái lồng nhựa này này, nó là màu đen cho nên là nhìn nó như vậy đấy. Chứ nên là nhiều anh chị chúng ta xem bảo lại nghĩ bụng em phải giải thích luôn, không nhiều anh chị lại nghĩ là ơ con này đèn nó tại sao nó cứ đen đen nó tối thế, nhưng không phải. Thật ra là nguyên bản của nhà sản xuất là cái lồng đèn ấy là màu đen, nó chỉ có trắng trắng ở những cái chỗ này thôi này. Đấy, còn đâu ở trong nó sẽ là đen nguyên bản. Zin của nhà sản xuất là như thế nhá anh chị nhá. Nên là cái đèn này là em chưa đánh bóng, đèn xịn theo xe vẫn chưa đánh bóng, sẽ đánh bóng lên, sẽ còn mới nữa. Đó, phải giải thích luôn cho anh chị hiểu về cả đăng đèn đằng sau cũng vậy, nó cũng là nó có cái lồng đen nguyên bản của nhà sản xuất đây, anh em nhìn thấy không? Thì anh em nào biết về dòng này thì không nói, nhưng nhiều anh chị không biết thì lại bảo tại con đèn con này lại tối thế, nhưng không phải. Vì theo thiết kế của nhà sản xuất nó là như vậy nhá. Đấy, còn đây nó sẽ sáng ở những chỗ này, thế còn đâu cái lồng bình thường nó sẽ là đen. Đấy, nguyên zin của nhà sản xuất, của nhà thiết kế, của nhà máy đấy, nó là như vậy. Thì đây bản thân anh chị cũng nhìn thấy là bình thường nếu cho người ta nhìn thấy đây, đấy, lồng đèn nó cứ chỉ có chỗ nào nó có phần sáp phát sáng thì nó sẽ trắng hoặc đỏ thôi, còn đâu là nó sẽ là đen. Đấy, đằng trước cũng vậy nhá. Thì cái này nó là thiết kế nguyên bản của nhà máy. Đấy, phải giải thích thế, nhiều anh chị cứ tưởng là đèn nó tối, nhưng không phải. Nhìn ở ngoài nhìn nó mới thấy là độ đẹp. Đấy, còn anh em nhìn thấy này, đây, đấy thấy chưa? Màu đẹp không? Dáng rất là to và hầm hố, mà đặc biệt là giá như giá morning. Đây anh em. Đấy. Sáng nay quay nhưng mà nó bị mờ, nhòe, chả nhìn thấy cái gì, em nhìn em đau hết cả mắt. Đây. Anh em thấy màu ghi vàng đẹp không? Xe quá chất luôn, vành này. Đấy, phanh ABS luôn, cả 4 bánh luôn. Đấy, nước sơn này là nguyên bản này, chưa đánh bóng nhá. Đánh bóng lên thì còn đẹp lừ nữa luôn. Có giá lóc này, có cả bệ bước này, ba ngang này, anh em nhìn thấy ba ngang bệ bước chưa? Giá 305 triệu, bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc. Đấy, xe máy đặc biệt là phiên bản này là phiên bản 2.3, rất là tiết kiệm xăng nhá, nó không phải là phiên bản 3 chấm đâu. 3 chấm thì nó uống xăng hơn, còn con này 2.3, anh em nhìn nước sơn nó đẹp không, bóng không. Đấy, đèn pha nó có lồng đen sẵn nhá, nguyên bản nhá. Đấy, lại giải thích lần nữa, giải thích đi giải thích lại này. Đấy, anh em nhìn thấy độ đẹp nó chưa, màu ghi vàng rất đẹp luôn. Con này mà đúng nói thật là phải đánh bóng lên, xong rồi đánh bóng cặp đèn trước, cặp đèn sau, cặp pha trước, cặp pha sau, cũng như đánh bóng ngoại thất, dọn nội thất lên thì thôi rồi. Đây là xe mộc, em vừa mới về ban đêm ngày hôm qua xong. Nhìn quả vô lăng là anh em biết đẹp không rồi. Đấy, nhìn cả cái hệ thống phần chân phanh bàn đạp này, xe chạy có 15 vạn này, nên anh em nhìn này. Đẹp không? Đấy, rất đẹp luôn cái bàn đạp này. Xe chạy ít mà trang bị đầy đủ tính năng này, rồi hệ thống phần nhựa này cũng vậy này, anh em nhìn này. Màu kem. Đây anh em nhìn thấy màu kem. Rất đẹp luôn, từng cái núm cho những cái tì tay vẫn còn nguyên bản như thế này. Thì đây anh em nhìn này, từng cái núm này, từng cái số này vẫn còn nguyên zin này, không bị mờ này. Đấy, cửa bốn kính chỉnh điện, cửa chỉnh điện, keo chỉ không mất phân nào, sơn zin 80% theo thời gian, và đặc biệt là cái tôn vỏ nó dày, không có một vết mục mọt gì cả ở đây. Đây em sẽ quay đây, anh em nhìn thấy này. Đấy, cái diềm dưới này này hay bị mục,
hay bị gì thì với chiếc giới chiếc xe này không có một chỗ nào luôn là bị gỉ hay bị vá mục cả. Từ cái cua lốp cho qua anh em nhìn cua lốp này. Đấy, nguyên zin này, đây anh em nhìn cua lốp của nó này. Đấy, độ sần này là sơn sần này là cái sơn nguyên bản của nhà máy nhá. Là sơn chống ồn ấy. Đấy. Đẹp không? Này. Tất tần tật mọi thứ này. Đấy, thì anh em chúng ta có thể nhìn thấy thực tế. Đấy, anh em nhìn thấy nét không? Nguyên độ sần của nhà máy. Đấy. Cửa nguyên tem, đây anh em nhìn thấy. Không có đâm đụng gì cả. Xe rất là đẹp luôn, 5 chỗ ngồi rất rộng và ghế là màu kem luôn, anh em thấy màu kem của ghế chưa? Một tông màu anh em có thể thấy đây. Đấy, màu kem. Đấy, trần đây anh em nhìn trần này. Trần sạch không? Sáng không? Đấy, trần sáng không? Đấy. Đây, các hệ thống của táp lô, táp bi này anh em nhìn phát này em quay quá là rõ luôn. Màu kem luôn, này, vàng ươm. Đấy, anh em nhìn thực tế nhá, rất là sạch và rất là vàng cơ. Đấy. Tất tần tật mọi thứ là nguyên zin của nhà sản xuất, nhà máy. Đấy, không có một vết gì gọi là ố nhất cả. Tiếp theo bên này. Đây, trang bị hai túi khí luôn. Đây thì anh em nhìn thấy thực tế này. Hai túi khí vào mặt bàn thờ là nguyên zin. Đây là một con xe mà đây. Đây. Nhìn này. Xe cọp luôn. Nhìn cái tay này. Tay mở cửa này, tay phanh này, nguyên độ sần này, ở chỗ này này anh em nhìn độ sần đấy chưa, sần sần gai gai như gai mít luôn đây này, anh em nhìn thấy rõ đấy, nó đẹp, da không một vết nứt, anh em nhìn này cái da của nó này. Đấy, một con xe là xe cọp xuất sắc luôn, cọp giữa luôn đấy. Đấy, hệ thống phần keo chỉ này quay thực tế luôn nhá, chứ không phải là. Đấy, anh em nhìn này, không có một vết gì gọi là mục miếc cả, gầm cao, máy thoáng. Bên này cũng vậy, đây anh em nhìn này, tông màu kem luôn, đấy anh em nhìn thực tế. Đúng không? Mà giá thị trường nó đang bán toàn 345, 350 triệu, em bán chỉ 305 triệu thôi. Đấy, anh em nhìn thấy thực tế chưa? Tất cả mọi thứ là nguyên bản của nhà sản xuất đây. Ghế rất mới, căng. Giá nóc, trên nóc đây, em đứng ở quay trên nóc cho anh em nhìn này. Đây là nóc xe này, đây, đấy. Giá nóc này, nguyên bản luôn, nguyên zin. Cua lốp này, anh em nhìn cua lốp này, đây. Không có một chỗ này là cái chỗ mà hay tiếp xúc với nước này, nguyên bản luôn, không có bị vá mục gì cả. Đây anh em nhìn thấy chưa? Đấy, thực tế luôn. Nguyên độ sần của nhà máy đến bây giờ. Thì anh em phải hiểu là con xe nó chất. Máy nổ êm ru đây. Hộc lốp ở dưới này anh em nhìn này. À, nguyên zin chưa? Nguyên độ sần này anh em nhìn này. Nguyên độ sần nhá. Hộc lốp này. Đấy. Có màn hình rồi. Nó đang bị khóa. Em sẽ mở cốp đi cho anh em xem. Đây. Cốp đi mở luôn cốp đi cho anh em xem. Xe này tắt máy đi mới mở được cốp đít nhá. Đây là cái hệ thống phần cốp đít thì anh em có thể thấy là đây. Cái nhựa là vàng ươm đây. Đấy. Và xe 5 chỗ rất là cao. Đấy, các chi tiết nhựa này. Rất là đẹp luôn đúng không anh chị nhìn này.
Con này em mua thì nó không còn lốp dự phòng, chủ xe không giữ lại được cái lốp dự phòng nữa. Đấy, thì đây chỗ này để thoải mái để đồ nhá. Đấy, thì đây cái lốp dự phòng bình thường nó để dưới nhưng mà nó không còn lốp dự phòng. Tuy nhiên là nó vẫn còn hệ thống kích lốp vẫn còn, nhưng mà lốp dự phòng thì chủ xe không giữ lại được. Đấy thì xe cũ mua về nó chỉ có vậy thôi. Đấy, chứ còn không giấu gì anh em đây, nhìn thấy thực tế này, nhìn thấy cái hộp lốp này không có một vết gì nhá, này. Đấy. Đấy, nguyên zin, đấy, cái bộ kích lốp thì nó ở đây. Và trên này thì vẫn còn. Thế nhưng mà cái lốp dự phòng thì nó không chủ xe không giữ lại được cái đấy. Đấy, thì anh em nhìn thấy thực tế. Đây, nguyên zin. Không một vết gì, vết mục luôn, hộc lốp. Đấy, anh em đi soi, Vina soi cho kỹ luôn. Đấy. Thì một con xe nó rất là chất ở cái điều này. Đấy. Đăng kiểm thì đến tháng 11 năm 2019 mới hết đăng kiểm, rất là dài. Thì xe này thì chất xe thì miễn bàn rồi. Con này đặc biệt nó có cả sấy kính này, chế độ sấy kính này anh em ạ. Đây. Cái chỗ này nó có sấy kính này, đây sấy kính này. Đấy, chúng ta có thể là cửa mở được không? Mở đi. Đâu đây, mở được à, mở được cả cửa đây đây, cửa lát đây. Đấy. À, rất tiện là con này mở được cả cái chế độ mở cửa này. Rất hay. Đấy, chúng ta có thể là thoải mái cho trẻ con vui đùa, ngồi đằng sau này chơi thoải mái. Đấy, kính này chúng ta có chế độ mở được và có đặc biệt nó có chế độ sấy kính đây. Anh em có thể thấy là cái chế độ này là những cái đen đen này này và có cái hai cái thanh đồng đốt nóng. Cái này có tác dụng là khi mà chúng ta đi vào trời mà nó bị không có anh ạ. Mà nó mưa ấy, thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta bật cái chế độ sấy kính lên thì nó sẽ không bị ẩm. Đấy, và đặc biệt là nó có cả gạt mưa đằng sau anh em này, gạt mưa này, và có cả đèn trên cao cũng như là hệ thống phần phun nước để rửa kính. Rất là tuyệt vời. Thì vừa rồi thì em quay cũng là khá là chi tiết cho quý anh chị chúng ta xem cái mẫu xe Ford Escape phiên bản máy xăng số tự động một cầu XLS biển Hà Nội, giá bán 305 triệu. Thì quý anh chị nào có nhu cầu mua chiếc xe này thì cứ liên hệ trực tiếp cho em. Đang hiện tại là chiếc xe đang được bán so chênh lệch với giá thị trường là rẻ hơn là 40 triệu so với chỗ khác đấy. Thế còn anh em nào nhanh tay để cơ hội sở hữu nhé. Và chắc chắn là đây là một con xe này em sẽ phải dọn đẹp lên hơn, sẽ phải đánh bóng đèn rồi đánh bóng ngoại thất, nội thất, dọn nội thất cho nó thật sạch sẽ để trước khi để giao cho anh chị. Đấy, thì anh chị nào muốn mua thì alo trực tiếp cho em qua số điện thoại là 036 470 6666. Đấy, giá bán thì là đây, nhiều nơi người ta vẫn đang bán tận 345 triệu đây anh em nhìn thực tế đây. Đây 208 đây, phiên bản 2.3 đây, hai cầu đây, 345 triệu đang bán ở tại Hà Nội. Thì đây là rất nhiều nơi nữa, đây có nơi thì bán 355 triệu. Thì cái điều này thì chúng ta xem, em xem trực tuyến cho anh em nhìn này. Đang mất mạng, wifi hơi chậm. Thì chúng ta hãy nhanh tay nghiên cứu để sở hữu cho mình một những mẫu xe mà ưng ý nhất nhé. Hiện tại thì rất nhiều nơi bán. Đây, nhiều nơi lắm. Đây, con này thì 348 triệu. Thực tế đây. Thì đây là cái này em xem trên ứng dụng 4 bánh mà. Thì đây anh em cứ tham khảo bấm giá trên 4 bánh đây, 355 triệu đây. Đấy. Thì em chỉ bán 305 triệu thôi. Thì xin chào anh chị và nhớ đăng ký ủng hộ kênh của em nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.